Phạm Văn Phương, tiểu long nữ lộ mặt cứng đơ và bóng dầu gây thất vọng. Vai diễn tiểu long nữ của nữ diễn viên Singapore Phạm Văn Phương luôn được đánh giá là một trong những phiên bản thần điêu đại hiệp thành công nhất. Sau gần 30 năm gia nhập làng giải trí, Phạm Văn Phương vẫn khiến nhiều người hâm mộ trầm trồ bởi nhan sắc xinh đẹp và được ưu ái gọi bằng biệt danh người đẹp không tuổi. Tuy nhiên mới đây, nàng tiểu long nữ khiến công chúng không khỏi sốc nặng khi xuất hiện với vẻ ngoài khác lạ trong một sự kiện được tổ chức bởi một thương hiệu đình đám. Dù không xuất hiện bên cạnh ông xã Lý Minh Thuận, nhưng người đẹp vẫn luôn thu hút sự chú ý của công chúng nhờ vẻ ngoài tươi trẻ và quyến rũ. Phạm Văn Phương diện chiếc váy ngắn 2 giây khoe vòng một và bờ vai tròn gợi cảm. Tuy nhiên, ở những bức hình chụp cận mặt, Phạm Văn Phương lại vô tình để lộ gương mặt đờ cứng và bóng dầu. Điều này lại khiến cho nhan sắc của nữ diễn viên xuống cấp hơn trước. Nữ diễn viên U50 cũng lộ không ít nếp nhăn rõ nét ở đuôi mắt. Nhiều khán giả cho rằng những hình ảnh tạp chí trước đó đã được photoshop kỹ càng nên Phạm Văn Phương mới được lung linh đến thế. Dù không được công chúng đánh giá cao về nhan sắc trong sự kiện hôm qua, nhưng Phạm Văn Phương lại nhận được lời khen siêu ngọt ngào từ ông xã Lý Minh Thuận. Nam tài tử khẳng định vợ mình xinh đẹp nhất trên đời khiến dân tình không khỏi suýt xoa ghen tị. Đây không phải là lần đầu Lý Minh Thuận bày tỏ tình cảm với bà xã. Anh từng chia sẻ với truyền thông: "Từ khi bắt đầu, chúng tôi đã nghĩ về nhau như người yêu. Khi kết hôn, tôi vẫn coi cô ấy là bạn gái. Vì thế, bạn đừng hỏi chúng tôi có chán nhau hay không. Dù bắt đầu, tôi vẫn yêu cô ấy." Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, khi được hỏi về việc làm thế nào để có thể duy trì cuộc hôn nhân hạnh phúc, Phạm Văn Phương thổ lộ: "Cả hai đã làm bạn và kết hôn lâu, nhưng Lý Minh Thuận vẫn luôn quan tâm và dành cho tôi những cử chỉ ngọt ngào như thời mới yêu. Chính vì vậy, mỗi ngày tôi luôn được sống trong tình yêu của anh ấy. Hơn nữa, chúng tôi không chỉ xem nhau là vợ chồng, mà còn xem nhau là đôi bạn thân để thấu hiểu và chia sẻ khó khăn phải đối mặt trong cuộc sống." Phạm Văn Phương được coi là ngọc nữ Singapore. Cô là nghệ sĩ hiếm hoi của đảo quốc sư tử nổi tiếng khắp châu Á. Bên cạnh sự nghiệp thành công rực rỡ, gia đình hạnh phúc không vướng thị phi, nữ diễn viên còn được yêu mến nhờ tấm lòng thiện nguyện. Mỗi năm, Phạm Văn Phương đi từ thiện nhiều lần, cô tham gia những hoạt động dành cho các cụ già, em nhỏ tại quê hương. Hiện tại, hai nghệ sĩ vẫn giữ được danh tiếng tốt và sự yêu mến của công chúng. Tuy nhiên, Phạm Văn Phương ít hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên chỉ nhận lời đóng quảng cáo vào dự sự kiện để có thời gian vun vén gia đình. Trong khi đó, Lý Minh Thuận vẫn miệt mài đóng phim, anh còn lấn sân sang làm đạo diễn. Không chỉ nổi tiếng ở quê nhà Singapore, Lý Minh Thuận còn được mời tham gia các dự án phim tại Hồng Kông, Đài Loan. Phạm Văn Phương sinh năm 1971 tại Singapore. Cô là một trong những mỹ nhân cổ trang được yêu thích tại nhiều quốc gia châu Á. Các bộ phim nổi tiếng của nữ diễn viên có thể kể đến như Thần Điêu Đại Hiệp, Thanh Xà Bạch Xà, Hàng Nga Bôn Nguyệt, Phúc Lộc Thọ Tam Tình Báo Hỷ, Liêu Trai Kỳ Nữ Tử Chi Liên Thành. Trong đó, vai diễn tiểu long nữ của cô trong Thần Điêu Đại Hiệp đến nay vẫn còn ghi dấu trong lòng khán giả. Sau bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp, cô và Dương Quá Lý Minh Thuận phim giả tình thật khiến công chúng phát cuồng. Lời cưới của cả hai được xem là hôn lễ thế kỷ của giới giải trí Singapore năm đó và là sự kiện giải trí hy hữu được truyền hình trực tiếp tại đảo quốc sư tử.